Các tham mưu trưởng liên quân đã trả lời bằng một bản ghi nhớ dài vào ngày 2 tháng 3. Trong đó, họ khẳng định quan điểm của mình về tầm quan trọng hàng đầu đối với lợi ích an ninh của Mỹ trong việc ngăn không để mất Nam Việt Nam. Bằng mục tiêu đó, họ tuyên bố rằng chúng ta sẽ phải chuẩn bị đập tan các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Bắc Việt Nam. Họ công nhận là Trung Quốc có thể can thiệp quân sự để phản ứng hành động như vậy, và nếu phản ứng của Mỹ chỉ là phi hạt nhân thì sẽ không buộc Trung Quốc dừng tay được. Họ nói thêm rằng tấn công hạt nhân sẽ có khả năng to lớn hơn nhiều để ngăn Trung Quốc. Nhưng chính ngay lúc đó, họ cũng không tuyên bố rõ chương trình dự kiến đó của họ sẽ có thể ngăn không để mất Nam Việt Nam hay không. Rõ ràng là các tham mưu trưởng liên quân đã công nhận rằng chương trình của họ tạo nên một sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, bao gồm cả khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng dù sao, họ cũng đã hối thúc đòi được thông qua chương trình này. Trong những tháng này, tình hình ở Nam Việt Nam xấu đi nhanh chóng. Tập đoàn quân sự cầm quyền đã nắm được quyền lực sau khi cuộc đảo chính, đã không giúp được gì nhiều trong việc ngăn không cho tình hình tiếp tục xấu đi. Vào ngày 29 tháng 1 năm 1964, nhóm sĩ quan trẻ do tướng Nguyễn Khánh cầm đầu lật đổ chính phủ chia rẽ và bất lực. Washington đã không khuyến khích và cũng không thúc đẩy thêm cuộc đảo chính. Trên thực tế, tình trạng hỗn loạn kinh niên mà cuộc đảo chính là một tượng trưng đã làm tăng thêm sự sốt ruột của Tổng thống Johnson, và mối lo ngại của ông là sự mất ổn định chính trị hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực chiến tranh. Vì vậy, ông ta cho rằng chúng ta phải làm cho Khánh trở thành cậu bé của chúng ta. Với cặp mắt nhanh nhẹn, một chòm râu dê và thân hình nhỏ con thường hay đội chiếc mũ beret đỏ, Nguyễn Khánh đã gây ấn tượng cho tôi như một người ăn nói rành mạch, tính cách mạnh mẽ, lanh lợi, sắc sảo và đầy tham vọng. Ông ta mới 37 tuổi, là một sinh viên tốt nghiệp trường huấn luyện quân sự Mỹ tại Fort Leavenworth và sau này là chỉ huy lữ đoàn và sư đoàn. Khánh đã có một bề dày kinh nghiệm nhà binh, nhưng lại ít am hiểu về các vấn đề chính trị và kinh tế. Mặc dù có những hạn chế đó, nhiều người Mỹ và nhiều người khác, kể cả Robert Thompson của nước Anh, đều coi ông là một trong những vị tướng lĩnh có khả năng nhất của Nam Việt Nam. Trước khi Max và tôi rời đi Sài Gòn, Tổng thống gọi chúng tôi đến Nhà Trắng. Chỉ thị trước khi chia tay, Tổng thống nói: "Bố, tôi muốn thấy hàng ngàn bức ảnh anh chụp với Tương Khánh, mỉm cười, vẫy tay để chỉ ra cho nhân dân ở đó rằng đất nước này hoàn toàn đứng đằng sau Khánh." Tổng thống đã đạt được ý nguyện. Mặc dù mắc cỡ biết bao, trong mấy ngày giữa tháng 3 này, người Mỹ nhặt tờ báo lên và mở TV ra xem đều thấy tôi trông rất giống một chính khách đi tranh cử tại miền quê Nam Việt Nam, từ đồng bằng sông Mekong cho tới Huế, vai kề vai với ông tướng Nguyễn Khánh thấp lùn, nhanh nhẹn trước đám đông người Việt Nam nhằm tán dương ông trước đồng bào của ông. Dù vẫn không nhận ra bản chất dân tộc của cuộc đấu tranh của Bắc Việt Nam và Việt Cộng, chúng ta đã không bao giờ nhận thấy rằng khuyến khích hình ảnh gắn Khánh với Mỹ trước công chúng chỉ làm củng cố thêm quan điểm của nhiều người Việt Nam là chính phủ của ông ta chỉ tranh thủ sự hậu thuẫn của Mỹ chứ không phải là của nhân dân Việt Nam. Trong khuôn khổ những hạn chế tôi đã nêu ở trên, tôi cố tránh đánh lạc hướng dư luận về tiến bộ của chúng tôi. Trong khi tiếp nhiên liệu ở Hawaii, trên đường đi Sài Gòn, một phóng viên đã nói: "Hôm qua người ta đã trích lời ông nói rằng tình hình hiện nay ở Việt Nam là nghiêm trọng, đúng vậy không?" Tôi đáp lại: "Đúng, tôi nghĩ vậy." Như tôi báo cáo hồi tháng 10 và sau đó là tháng 12, tình hình là nghiêm trọng. Chúng ta đã có 3 chính phủ trong vòng 3 tháng. Việt Cộng đã tranh thủ những biến đổi này và tăng cường hơn nhiều mức độ tiến công của họ, cùng những hành động khủng bố và quấy rối. Tình hình là nghiêm trọng. Quay về Washington 4 ngày sau, ngày 13 tháng 6, tôi báo cáo Tổng thống rằng không nghi ngờ gì, các điều kiện ở Nam Việt Nam đã tồi tệ hơn sau cuộc đảo chính. Điều nổi lên rõ ràng là thế suy yếu của chính phủ. Bắc Việt Nam tiếp tục tăng sự hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy. Nhưng nhân tố lo lắng nhất vẫn là khả năng tồn tại không chắc chắn của chính phủ Khánh. Chuyến đi Nam Việt Nam của tôi đã làm tôi tin rằng Khánh không có sức hấp dẫn chính trị sâu rộng. Tôi đã cảm nhận thấy điều này không bằng từ ngữ, đơn giản là qua nét mặt vô thần của hầu hết dân quê. Hơn nữa, vòng kiểm soát quân đội của Khánh cũng tỏ ra không chắc chắn. Lại một lần nữa tôi đã bàn về những hướng hành động thay thế khác. Rút quân xem ra không thể chấp nhận được bởi hậu quả domino. Lại vẫn chính kết luận cũ đã được đưa ra vào nhiều dịp trước đây và vẫn như trước đây, lại chẳng mấy ai ủng hộ.
Tôi cũng trao đổi về vấn đề trung lập hóa và kết luận rằng cách đề cập của De Gaulle cũng sẽ dẫn đến việc Cộng sản chiếm lại Nam Việt Nam, để lại hậu quả cho an ninh của phương Tây cũng như nghiêm trọng như trong trường hợp Mỹ rút quân. Không ai nghĩ đến việc hỏi một câu, nếu De Gaulle, người cũng mất nhiều như chính chúng ta do cú đánh vào phương Tây, có thể chấp nhận trung lập hóa, thì tại sao chúng ta lại không thể? Các tuyên bố công khai của Tổng thống Pháp và trung lập hóa có thể thiếu nội dung và do đó cũng thiếu tính chất nghiêm chỉnh. Vài tuần sau khi tôi gặp Johnson, Ngoại trưởng Pháp Maurice Couvreur-Mouvin thú nhận với Dinrut là Paris thiếu một kế hoạch cụ thể và tuyên bố Pháp không muốn Việt Nam rơi vào tay phe Cộng sản. Nhưng đáng ra ít nhất chúng ta cũng nên ép De Gaulle cố hết sức đạt được mục tiêu mà ông ta đã tuyên bố. Chúng ta đã không làm điều đó. Tôi cũng đã báo cáo với Tổng thống rằng đề nghị của các vị sử dụng không quân để tiến công Bắc Việt Nam đã được thảo luận rất kỹ. Người ta thừa nhận nguy cơ Trung Quốc sẽ leo thang cũng như không có khả năng các cuộc tiến công bằng không quân sẽ bẻ gãy ý chí và làm giảm bớt hẳn khả năng của miền Bắc tiếp tục ủng hộ quân phiến loạn ở miền Nam. Tuy nhiên, do chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn nên đa số có mặt tại cuộc họp ở Sài Gòn đã ủng hộ các cuộc tiến công này. Đây là một cố gắng tuyệt vọng mà về sau đã trở thành động lực chủ yếu trong chính sách Việt Nam của chúng ta trong những năm sau. Các con số và phân tích đều cho thấy việc dùng không quân tiến công sẽ không có hiệu quả. Nhưng có một sự quyết tâm làm một cái gì đó để ngăn chặn những người cộng sản, nên các bản báo cáo đầy sự chán chường thường bị lờ đi. Bất chấp quan điểm của đa số những người từng có mặt trong các cuộc họp ở Sài Gòn, tôi vẫn kiến nghị chống lại việc mở các cuộc tiến công bằng không quân. Tôi chỉ ra rằng Khánh cũng tán thành với quan điểm của tôi, vì cơ sở của ông ta ở miền Nam không đủ mạnh để chịu đựng sự trả đũa có thể xảy ra của Bắc Việt Nam. Trong khi tôi không kiến nghị Mỹ tăng cường can thiệp quân sự, tôi lại đồng ý bắt đầu đặt kế hoạch để quân Mỹ tiến công miền Bắc bằng không quân. Nhưng chúng tôi thậm chí đã chẳng bàn đến chuyện đưa bộ binh Mỹ vào. Tôi báo cáo những kiến nghị trên đây với Tổng thống, với sự tán thành của tất cả những quan chức quân sự và dân sự cao cấp đi cùng tôi gồm Max Taylor, John McCon và Bill Bundy. Tuy vậy, khi các tham mưu trưởng liên quân trình bày ý kiến của mình thì tướng Wallace Greene, chỉ huy lữ đoàn lính thủy đánh bộ, và tướng Curtis LeMay, tham mưu trưởng không quân, không tán thành bản báo cáo của tôi. Greene cảm thấy rằng nếu chúng ta muốn ở lại và chiến thắng ở miền Nam, thì mục tiêu này phải được theo đuổi bằng toàn bộ binh lực của Mỹ. Nhưng điều này có nghĩa là gì thì ông ta lại không nói. LeMay lại tin rằng phải ném bom các căn cứ hậu cần và đường hành quân tiếp viện của Bắc Việt Nam và Việt Cộng ở Lào và Campuchia. Dean đã đồng ý với những kiến nghị của tôi và Tổng thống thông qua những kiến nghị này. Những người khác ngoài Grant và LeMay cũng chỉ trích gay gắt những kiến nghị của tôi chống lại việc không quân tiến công miền Bắc ngay lập tức. Những người chỉ trích tôi lập luận rằng Tổng thống do dự trong việc ném bom miền Bắc vì một cuộc khủng hoảng chính trị trong nước trước bầu cử. Năm 1964, vì Lyndon Johnson đang chạy đua trong bầu cử, nên nhiều người đã tin rằng ông ta giải quyết mọi vấn đề trên cơ sở thực dụng chính trị. Nhưng tôi thì không tin như vậy. Tôi cũng không tin rằng đó là lý do khiến ông ta quyết định chống lại việc dùng không quân đánh phá miền Bắc. Bản thân Khánh cũng chống lại hành động như vậy trong thời gian này. Còn tôi chống lại hành động này vì muốn tránh nguy cơ trả đũa của Trung Quốc và hoặc Liên Xô nếu có thể. Mọi tổng thống đều phải cân nhắc thỏa đáng chính sách đối nội. Nhưng tôi không tin được rằng những sai lầm của chính quyền Kennedy và Johnson ở Việt Nam có thể được giải thích trên cơ sở này. Ngày 26 tháng 3 năm 1964, theo yêu cầu của Tổng thống, tôi đã đọc một bài diễn văn dài tại cuộc chiêu đãi trao giải thưởng ở Washington để công bố lập trường về Việt Nam của chúng tôi với dân chúng Mỹ. Thật là ngẫu nhiên, ngày hôm trước, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng nghị viện, ông William Fulbright, sau này trở thành một trong những người chỉ trích chúng tôi kịch liệt nhất, đã đọc diễn văn quan trọng tại Thượng nghị viện với nhan đề Huyền thoại cũ và thực tế mới. Trong đó, ông ta đã đưa ra quan điểm tương tự với những gì tôi sẽ nói trong buổi tối hôm sau. Về các cuộc đàm phán, Fulbright nói, trong những điều kiện quân sự như hiện nay, thật khó có thể thấy khả năng những cuộc thương lượng có thể đem lại việc chấm dứt cuộc chiến tranh với điều kiện vẫn duy trì được nền tự do của Nam Việt Nam. Vì thế, ông ta còn nói thêm, dường như rõ ràng rằng chỉ có hai cách lựa chọn thực tế đang mở ra cho chúng ta trong tương lai gần. Hoặc mở rộng cuộc xung đột bằng cách này hay cách khác,
hoặc có những cố gắng mới nhằm tăng cường năng lực của Nam Việt Nam để giành chiến thắng trong cuộc chiến trên quy mô như hiện nay. Vấn đề này đòi hỏi các quan chức có trách nhiệm trong cơ quan hành pháp phải suy xét kỹ và cho tới khi họ có cơ hội để đánh giá những bất ngờ và tính khả thi của sự lựa chọn trên đây đem lại. Tôi cảm thấy rằng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục ủng hộ chính phủ và quân đội Nam Việt Nam với mọi biện pháp hữu hiệu nhất có thể có. Bất kỳ quyết định nào có thể được thông qua đều rõ ràng cho tất cả những ai quan tâm rằng Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và lời hứa của mình với Việt Nam. Bài phát biểu của tôi đã đưa ra nhiều nhận định thẳng thắn về Việt Nam. Tôi chỉ ra rằng không thể chối cãi được rằng tình hình ở Việt Nam đang xấu đi, rằng thật không thể dễ dàng đánh giá bức tranh toàn cảnh, và do địa hình và kiểu chiến tranh thông tin không phải bao giờ cũng có và chính xác, rằng việc nhiều người bản xứ ủng hộ Việt Cộng chứng tỏ rằng giải pháp phải vừa mang cả tính chính trị và kinh tế, vừa mang cả tính quân sự, và rằng con đường phía trước ở Việt Nam sẽ là dài lâu, khó khăn và thất vọng. Tất cả đều là sự thật. Rồi sau đó, tôi cũng kiểm điểm lại những cách lựa chọn mà tôi từng trình bày với Tổng thống, và một người nghe bất kỳ nào cũng sẽ kết luận rằng tôi đã không đưa ra được bất kỳ câu trả lời nào cho vấn đề của chúng tôi. Hơn thế nữa, tôi còn cả quyết. Những mối quan tâm của Trung Hoa Cộng sản là rõ ràng. Họ đã công khai chỉ trích Moscow về sự phản bội sự nghiệp cách mạng mỗi khi Liên Xô đưa ra những lời nói thận trọng. Họ cũng miêu tả Mỹ là một con hổ giấy và khẳng định rằng cuộc đấu tranh cách mạng vì giải phóng và thống nhất của Việt Nam có thể được tiến hành mà không lo ngại mối nguy cơ phải luồn cúi trước lực lượng phòng thủ hạt nhân và thông thường của thế giới tự do. Vì vậy Bắc Kinh dường như cảm thấy họ có quyền lợi lớn trong việc thể hiện chiến lược mới, sử dụng Việt Nam như một thử nghiệm. Thành công ở Việt Nam sẽ được Bắc Kinh xem như sự minh chứng cho quan điểm của Trung Quốc trong cuộc đấu tranh về ý thức hệ đang diễn ra trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ không biết được rằng những đánh giá của tôi về mục đích địa chính trị của Trung Quốc là đúng hay sai cho tới khi Bắc Kinh mở kho lưu trữ của họ về giai đoạn này. Nhưng khi tôi bày tỏ quan điểm chung của các đồng nghiệp cao cấp về chính trị và quân sự, thì chỉ có một trường hợp ngoại lệ, đó là trợ lý riêng của tôi, ông Adam Yamulinsky. Tuy không phải là chuyên gia về Trung Quốc, ông ta đã nói rằng những đánh giá của chúng tôi là sai lầm. Điều này cũng đã chứng minh cho một điểm tôi đã nêu trước đây, rằng các quan chức chóp bu của chính phủ cần tới các chuyên gia, chuyên viên dưới tay họ khi đưa ra các quyết định có liên quan đến các vấn đề nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Giá như chúng tôi có nhiều chuyên gia hơn về châu Á xung quanh mình hơn nữa, có lẽ là chúng ta đã không nghĩ về Trung Quốc và Việt Nam đơn giản như vậy. Chúng ta đã từng có những chuyên gia như vậy trong cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba, và nói chung chúng ta cũng đã có lớp chuyên gia như vậy trong các vấn đề về Liên Xô, nhưng chúng ta đã không có họ trong khi giải quyết vấn đề Đông Nam Á. Vài ngày sau, phóng viên truyền hình NBC Peter Hucker đã phỏng vấn tôi trong văn phòng của tôi tại Lầu Năm Góc. Cuối buổi phỏng vấn, anh ta hỏi, trong điều kiện nào thì nước ta sẽ hậu thuẫn các cuộc tập kích chớp nhoáng Bắc Việt Nam? Tôi đã trả lời rằng một trong những phương án của Mark và tôi với Tổng thống sau khi trở về từ Nam Việt Nam bao gồm khởi xướng các hoạt động quân sự ngoài biên giới Nam Việt Nam, cụ thể là chống lại Bắc Việt Nam. Tôi kết luận rằng bất kể hướng hành động cuối cùng nào do phía bên kia buộc chúng ta phải tiến hành đều phải được coi là sự bổ sung, chứ không phải là sự thay thế cho những tiến bộ đạt được trong phạm vi Nam Việt Nam. Tôi đã coi bản tuyên bố của mình là một lời cảnh cáo tới tất cả về những gì có thể nằm ở phía trước. Trong thời gian này, vào tháng 4 năm 1964, tướng Khánh thay đổi suy nghĩ của mình và bắt đầu kêu gào cho cuộc tiến công Bắc Việt Nam. Thất vọng về cuộc chiến kéo dài và buồn tẻ, cáu giận bởi không đạt được tiến bộ ở miền Nam và bị khó chịu bởi sự can thiệp liên miên của Hà Nội, Khánh hướng ra miền Bắc như một giải pháp. Tại cuộc gặp với Lốt ngày 4 tháng 5, ông ta đề nghị cảnh cáo Hà Nội rằng bất cứ một sự can thiệp nào nữa của miền Bắc vào miền Nam sẽ có thể dẫn đến sự trả đũa, và ông ta cũng đã hỏi thẳng rằng liệu Mỹ có sẵn sàng ném bom Bắc Việt Nam không. Tổng thống đã đề nghị tôi dừng chân ở Sài Gòn trên đường trở về sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo tới Đức ở Bonn và cùng với Mark đánh giá lại vấn đề cùng Lốt, Harkin và Khánh. Tôi gặp Khánh ở Sài Gòn ngày 13 tháng 5. Ông ta nói ông thực sự đã thay đổi quan điểm của mình kể từ chuyến viếng thăm trước đó của tôi tới Sài Gòn vào tháng 3.
Các hoạt động bí mật theo kế hoạch 34A chống lại Bắc Việt Nam tỏ ra không có hiệu quả và cũng sẽ không có khả năng hiệu quả, một nhận định mà tôi cũng đồng ý. Mâu thuẫn hẳn với những gì đã nói trong tháng 3, Khánh nói rằng việc căn cứ của ông ta ở miền Nam thiếu chắc chắn và sức mạnh có thể sẽ là lý do để tiến công đánh miền Bắc ngay, còn hơn ngồi chờ người ta sửa chữa nhược điểm đó. Nhưng trước khi tôi rời Sài Gòn, Khánh một lần nữa lại bất ngờ thay đổi quan điểm của mình. Ông ta nói với tôi rằng giờ đây ông không muốn có một cuộc tiến công bằng không quân vào Bắc Việt Nam ngay lập tức nữa, bởi vì ông ta chưa sẵn sàng để sử dụng quân đội Nam Việt Nam vào những mục đích như vậy, và ông ta cũng không muốn kêu gọi không quân Mỹ tham gia. Lốt phản đối dữ dội. Ông ta muốn tiến công miền Bắc thật nhanh, vừa để cắt đứt sự thâm nhập bằng người và đồ tiếp tế, vừa để tiêu diệt ý chí chiến đấu của Hà Nội. Lốt cũng nói rằng một cuộc đảo chính khác có thể lật đổ Khánh, và trong trường hợp này, Mỹ phải sẵn sàng nắm quyền điều hành đất nước, có thể là từ Vịnh Cam Ranh. Tôi thật khó có thể tin vào tai mình. Nhưng tôi cũng chẳng thể đưa được lời khuyên nào với Tổng thống là làm thế nào để ngăn chặn một cuộc đảo chính khác và phải phản ứng thế nào khi nó xảy ra. Trong cơn bối rối, bất chắc và thất vọng này, tôi đã đưa ra một lời tuyên bố công khai đầy bốc đồng, không tính toán kỹ, và chính tuyên bố này đã đeo đuổi tôi mãi cho tới ngày nay. Tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 24 tháng 4, những mẩu trao đổi sau đây đã diễn ra. Phóng viên, Thương ngại Bộ trưởng, Thượng nghị sĩ Wayne Moss, Đảng Dân Chủ gọi đây là cuộc chiến tranh của McNamara. Ngài trả lời như thế nào về việc này? McNamara: đây là cuộc chiến tranh của chính phủ Mỹ. Tôi theo đuổi chính sách của Tổng thống và hiển nhiên là tôi hành động trong sự cộng tác chặt chẽ với Ngoại trưởng. Tôi phải nói rằng trong nghĩa này, tôi không phản đối việc gọi cuộc chiến này là chiến tranh của McNamara. Tôi nghĩ rằng đây là một cuộc chiến tranh rất quan trọng và tôi lấy làm hài lòng khi được gắn cùng với nó, và tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để giành chiến thắng. Điều tôi đã cố nói là tôi cảm thấy trách nhiệm phải làm tất cả những gì mà tôi có thể làm được để bảo vệ lợi ích của đất nước trong cái đã trở thành một cuộc xung đột lớn. Với các báo cáo láo về chiến tranh của người Nam Việt Nam và những cách hiểu khác nhau của các quan chức dân sự lẫn quân sự ở Sài Gòn và Washington, Tổng thống và tôi đều thấy cần thiết cử một người đồng sự thân cận của ông cứ một hoặc hai tháng sang Việt Nam một lần và báo cáo với Tổng thống, Hội đồng An ninh Quốc gia và Nhân dân Mỹ qua báo chí. Trọng trách này rơi vào tôi. Kết quả là tôi trở nên gắn liền với chiến tranh hơn bất kỳ quan chức Washington nào khác trong con mắt dư luận Mỹ. Đó là thực tế, và tôi cũng chẳng phủ nhận nó. Trong một nội các khác, điều này có thể rơi vào một quan chức khác. Nhưng với nội các này, tôi là người đó. Ngày 15 tháng 5 năm 1964, CIA đã gửi một đánh giá tình báo đặc biệt về Việt Nam cho Tổng thống Dean Mark và tôi. Họ đưa ra những tin tức ảm đạm. Tình hình bao trùm ở Nam Việt Nam là cực kỳ mỏng manh. Tuy đã có một số cải thiện trong khả năng của quân đội Nam Việt Nam, sức ép kéo dài của Việt Cộng tiếp tục xói mòn quyền lực của chính phủ trong cả nước, gây phương hại đến các chương trình của Mỹ và Việt Nam và làm suy sụp tinh thần của Nam Việt Nam. Chúng tôi không nhận thấy dấu hiệu cải thiện nào. Nếu chiều hướng đang xấu đi này không bị chặn lại vào cuối năm nay, thì vị trí chống cộng của Nam Việt Nam sẽ không thể đứng vững. Không còn một kế hoạch nào khác trong tầm mắt nhằm ngăn chặn cái chiều hướng đang xấu đi này. Vài ngày sau, chúng tôi đã cho phép kéo dài thêm 4 tháng chương trình hành động bí mật mà lẽ ra đã kết thúc ngày 31 tháng 5. Cho dù các tham mưu trưởng liên quân đều thừa nhận rằng kế hoạch hành động 34A chẳng thể đạt được gì mấy, nhưng họ vẫn kết luận rằng tiềm năng của chương trình vẫn còn cao. Tuy vậy, chương trình cũng chẳng cải thiện hơn trước, và có thể nó đã khiêu khích Bắc Việt Nam có phản ứng đặc biệt trong vụ Vịnh Bắc Bộ. Trước những đánh giá ảm đạm trong báo cáo của CIA và trong những kiến nghị khẩn thiết của các tham mưu trưởng liên quân, Tổng thống đã yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng soạn thảo một kế hoạch hành động từng bước, kết hợp cả chính trị và quân sự chống lại Bắc Việt Nam. Cùng với việc đặt kế hoạch này, Bộ Ngoại giao đã dự thảo một nghị quyết nhằm tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội trong việc mở rộng các hoạt động quân sự của Mỹ tại Đông Dương. Đây chính là cái cội nguồn của cái mà sau này trở thành nghị quyết về Vịnh Bắc Bộ. Điều đó cũng phản ánh những lời cảnh cáo của Tổng thống Johnson rằng nếu sự kiện buộc chúng ta phải mở rộng chiến tranh, chúng ta cũng phải tránh những sai lầm của Tổng thống Truman mắc phải tại Triều Tiên, có nghĩa là
tiến hành các chiến dịch quân sự mà không được Quốc hội cho phép. Johnson nói, Quốc hội sẽ không chịu bất cứ một trách nhiệm nào về vụ đâm máy bay, trừ phi Quốc hội ngồi trên đó lúc cất cánh. Và như thế, ông ta muốn được sự cho phép của Quốc hội khi mở các hoạt động quân sự lớn ở Đông Nam Á nếu ông ta phải làm việc này. Một nhóm nhỏ dưới sự chỉ đạo của Gorbachev chuẩn bị và trình một dự thảo nghị quyết của Quốc hội cho Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 24 tháng 5. Nghị quyết này đã cho phép Tổng thống, với sự đề nghị của chính phủ Nam Việt Nam hoặc của chính phủ Lào, sử dụng mọi biện pháp kể cả đưa quân nhằm bảo vệ họ. Chúng tôi đã tranh luận dự thảo này tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia ngay ngày hôm đó, không có mặt Tổng thống. Tôi cảm thấy rằng nếu Tổng thống quyết định sử dụng lực lượng chiến đấu của Mỹ ngoài mục đích huấn luyện ở Đông Nam Á trong 2-3 tháng tới, chúng tôi phải xúc tiến vấn đề nghị quyết ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi có thể sẽ phải chờ. Mặc dù tình hình đang xấu đi, tất cả chúng tôi vẫn nhận thức được tính mạo hiểm của việc ném bom đánh phá miền Bắc hoặc đưa lực lượng chiến đấu Mỹ vào miền Nam. Max tin rằng chính phủ Nam Việt Nam không thắng hay bại nhanh, và ông ta nói vì vậy quân Mỹ nên chờ đến mùa thu trước khi tiến hành các hoạt động mở rộng. Chúng tôi đã họp với Tổng thống ngày 26 tháng 5, nhưng chẳng rút ra được kết luận gì. Ông ta yêu cầu chúng tôi thảo luận thêm vấn đề này với Lott và người thay thế Harkin làm Comu MCV, tướng William Westmoreland, và người thay thế cho Fell làm Sinspak, đô đốc hải quân Gangsak ở Honolulu. Westy, người đã là tư lệnh chiến trường của Mỹ ở Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1968, là khuôn mẫu mơ ước cho vai trò của một vị tướng. Ông ta rất đẹp trai, quả quyết và thẳng thắn, tốt nghiệp West Point, là sĩ quan chiến đấu trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và Chiến tranh Triều Tiên, và là cựu quản trị trưởng của Học viện Quân sự Mỹ. Westy tránh được cả tính ba hoa loẹt loẹt của Patton và cả tính gàn bướng của LeMay, nhưng lại có cả sự cương quyết và lòng yêu nước của họ. Cuộc họp Honolulu diễn ra ngày 1 tháng 6 trong phòng bản đồ lớn của Sinspak. Khác với các lần trước đây, khi còn có vài người tham gia tỏ ra đầy hy vọng, lần này hầu hết tất cả đều tỏ ra lo ngại và chán chường. Nó tiếp tục tin rằng mọi sự đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng ông ta là một ngoại lệ đáng kể. Cuộc thảo luận tập trung vào kế hoạch hành động đã được dự thảo ở Washington, nhưng chưa được Tổng thống Dean hay tôi thông qua. Những hoạt động mở đường cho nó bao gồm một nghị quyết của Quốc hội và sự liên lạc với Hà Nội, được tiếp nối bằng một loạt các biện pháp gây sức ép về quân sự, mà đỉnh cao là tiến công bằng không quân hạn chế chống lại Bắc Việt Nam. Việc này có thể sẽ do quân đội Nam Việt Nam tiến hành tới mức độ lớn nhất có thể được. Trước đó mấy ngày, một bản dự đoán cho tình báo quốc gia đặc biệt đã kết luận rằng có khả năng sẽ dẫn Hà Nội đến chỗ phải giảm bớt mức độ nổi dậy, dẫu cho điều đó nhấn mạnh khả năng Hà Nội có thể vẫn tiếp tục trụ được. Liên quan đến kế hoạch hành động, 4 điểm chính đã được bàn đến. Sài Gòn tỏ ra vẫn không sẵn sàng cho cả việc leo thang oanh tạc bằng không quân miền Bắc, lẫn xử lý sự trả đũa bằng quân sự chống miền Nam trong vài tháng tới. Khả năng có sự can thiệp của Trung Quốc có vẻ như kêu gọi phải triển khai vài sư đoàn lính Mỹ. Dân chúng Mỹ dường như vẫn tỏ ra hoài nghi về sự quan trọng của Đông Nam Á đối với an ninh của nước Mỹ. Một vài nghị quyết thích hợp của Quốc hội sẽ có tác dụng vừa chứng tỏ sự quyết tâm của nước Mỹ và vừa làm thức tỉnh đất nước này. Tuy nhiên, vấn đề chủ yếu mà chúng tôi đụng phải trong một thời gian dài vẫn không được nêu ra và cũng không tìm được câu trả lời, và cuối cùng thì buổi họp đã kết thúc mà không có kết luận. Chúng tôi không đi tới một quyết định nào đối với bản dự thảo kế hoạch hành động. Tôi kể lại cuộc thảo luận ở Honolulu một cách tương đối chi tiết vì hai lý do. Một, chúng tôi đã tiến gần tới miệng vực của sự leo thang chiến tranh lớn mà không xem xét đầy đủ hậu quả cũng như các phương án thay thế khác, nhưng vào giây phút cuối cùng lại lùi ra. Và hai, vì không có các quy định nào về việc mở rộng các hoạt động quân sự được thông qua, chính quyền đã quyết định hoãn việc trình Quốc hội dự thảo nghị quyết cho đến tháng 9. Khi đó, theo dự kiến, Thượng nghị viện đã thông qua dự luật về dân sự. Về sau, những người chỉ trích đã lên án Tổng thống giấu nghị quyết trong túi hàng tháng để chờ cơ hội thuận lợi, hoặc hy vọng tạo ra cơ hội đó để nhét gọn nó qua sự ngây thơ của Quốc hội. Điều đó không phải là đúng trong trường hợp này. Ngay sau khi tôi từ Honolulu trở về, các tham mưu trưởng liên quân, không có ông chủ tịch hội đồng, đã đệ trình một bản ghi nhớ cho tôi, trong đó tuyên bố rằng chúng tôi chưa hề định ra một mục tiêu quân sự có giá trị cho Đông Nam Á, và cũng chưa thông qua một hướng hành động quân sự
để đạt được mục tiêu này. Họ đề nghị hai hướng hành động. Hướng họ thích hơn là bẻ gãy ý chí và khả năng của miền Bắc, và hướng khác ở cấp độ thấp hơn, đó là chấm dứt sự ủng hộ của Bắc Việt Nam với các cuộc nổi loạn ở miền Nam. Tuy nhiên, các vị tham mưu trưởng liên quân này cũng đã không đưa ra được một kế hoạch nào cho cả hai hướng trên. Khi Marx đọc bản ghi nhớ này của các tham mưu trưởng liên quân, anh ta tuyên bố rằng nó đã không diễn đạt đầy đủ và chính xác các lựa chọn của chúng ta. Anh ta còn chống lại hướng hành động được ưa thích hơn vì nó làm tăng đáng kể nguy cơ leo thang. Năm 1964, chiến dịch vận động bầu cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa trở nên quyết liệt hơn. Lốt cảm thấy anh ta phải từ chức để tập trung sức lực vào công việc của cánh ôn hòa của mình. Đây cũng là củng cố đội ngũ người Mỹ tại Nam Việt Nam. Trong đó, trước hết, phải kể đến ông đại sứ có khả năng mạnh nhất, Mark Bobby, và tôi đều tình nguyện nhận nhiệm vụ này. Tổng thống đã chọn Mark Taylor và cử Alex Johnson tăng cường thêm cho ông ta. Điều này cùng với sự thay thế tướng Harkin bằng Westmoreland, tức là West, đã đánh dấu quyết tâm của Tổng thống làm tất cả những gì có thể để nâng cao hiệu quả của chính sách của Mỹ tại Đông Dương. Ngay sau khi Tổng thống quyết định không cử tôi làm đại sứ ở Đông Nam Á, và khi cuộc bầu cử năm 1964 luôn ở trong đầu, ông ta đã yêu cầu tôi chấp nhận việc đề cử tôi làm người tranh cử chức phó tổng thống của ông ta. Trước đó đã từng có những cuộc suy đoán của báo chí về đề nghị này. Ví dụ Stewart Alsop đầu năm đó đã nhắc tới khả năng này. Dù sao chăng nữa, rất hiểu tổng thống. Tôi hiểu rằng nếu tôi trả lời có, thì sau này có thể ông ta nghĩ lại và sẽ rút lời mời của mình. Trong mọi trường hợp, tôi đã nói không. Nhưng tổng thống vẫn tiếp tục có những kế hoạch cho tôi. Ngày 1 tháng 8, ông ta muốn tôi trở thành phó chủ tịch thứ nhất thường trực phụ trách nội các của ông ta trong nhiệm kỳ tới. Johnson chẳng bao giờ giải thích cho tôi về ý nghĩa của câu nói trên, nhưng ông ta thường xuyên cho gọi tôi giải quyết những việc khác ngoài các lĩnh vực quốc phòng, và tôi đã làm mọi việc trong khả năng của mình để hoàn thành những đề nghị của ông ta. Tôi đã từ chối lời đề nghị của Johnson trở thành phó của ông trong chiến dịch vận động bầu cử tổng thống, không phải vì tôi đã không suy nghĩ về cơ hội này, ngược lại, nữa là đằng khác. Nhìn lại, nếu tôi có thể làm lại cuộc đời lần nữa, tôi sẽ nắm lấy cơ hội để rèn luyện khả năng và tìm kiếm một cơ hội cho chức trách của một dân biểu. Chẳng có mục đích gì khác quan trọng hơn trong một chế độ dân chủ là giải quyết sự khác biệt giữa con người với nhau và tìm ra một phương hướng cho hành động được hậu thuẫn đủ để đất nước có được một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đó chính là thách thức và cũng là trách nhiệm của chính trị gia. Nhưng thời đó tôi thiếu khả năng chính trị và tôi cũng nhận thức được điều này. Cũng trong khoảng thời gian này, chúng tôi nhận được một báo cáo khác từ vụ dự đoán quốc gia. Nó phúc đáp câu hỏi của Tổng thống vài ngày trước đó về khả năng diễn ra hậu quả domino ở Đông Nam Á sau khi Nam Việt Nam và Lào thất thủ. Nhóm các quan chức cao cấp và có kinh nghiệm nhất của chính phủ gồm những nhà phân tích tình báo, những người không có trách nhiệm gì trong việc đề ra chính sách và cũng không có quyết sách nào trước để bảo vệ, đã kết luận việc Nam Việt Nam và Lào rơi vào tay Cộng sản sẽ gây tác hại sâu sắc tới vị trí của Mỹ ở Viễn Đông. Đặc biệt bởi vì Mỹ đã cam kết kiên trì, dứt khoát và công khai với việc Cộng sản nắm quyền ở hai nước này. Thất bại ở đây sẽ phá hoại uy tín của Mỹ và sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới độ tin cậy về ý chí và khả năng của Mỹ trong việc ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản bành trướng ở bất cứ nơi nào trong khu vực. Kẻ thù của chúng ta sẽ được khích lệ để tiến những bước mới tại các nước khác ngả theo Cộng sản mạnh hơn. Họ tiếp tục nhận xét, bên cạnh sự mừng vui lập tức của miền Bắc vì đã đạt được lý tưởng của dân tộc, hiệu quả chủ yếu có thể sẽ là đối với Trung Quốc Cộng sản, kích thích thêm lòng tự tin vốn đã mạnh mẽ của họ, cũng như nâng cao uy tín của họ như là người lãnh đạo thế giới Cộng sản. Bắc Kinh đã bắt đầu quảng cáo Nam Việt Nam như sự minh chứng cho luận thuyết của họ rằng thời cơ làm cách mạng đã chín muồi cho thế giới. Những nước kém phát triển rằng Mỹ chỉ là con hổ giấy, rằng nổi dậy cục bộ có thể tiến hành thắng lợi mà không có nguy cơ nổ ra chiến tranh thế giới. Nam Việt Nam và Lào sụp đổ có thể sẽ hỗ trợ cho quan điểm chiến thuật hiếu chiến của Bắc Kinh, trái với những quan điểm thận trọng hơn của Liên Xô. Trong trường hợp nào đó, điều này có thể sẽ khiêu khích và tăng cường các phong trào cách mạng ở nhiều nơi khác trên thế giới kém phát triển. Những phân tích của họ dường như một lần nữa lại khẳng định sự e ngại của tôi và những người khác, mà đây là nỗi lo sợ nhầm lẫn khi hồi tưởng lại, nhưng không kém phần thực tế trong thời gian đó,
rằng chính sách ngăn ngủ của phương Tây đã đứng trước nguy cơ nghiêm trọng ở Việt Nam. Và cứ như thế, chúng tôi đã tiếp tục tuột xuống một cái dốc trơn. 5. Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ. Ngày 30 tháng 7, 7 tháng 8 năm 1964. Sự kiện gần nhất với việc Hoa Kỳ tuyên bố chiến tranh là Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ tháng 8 năm 1964. Những sự kiện xung quanh nghị quyết này vẫn tiếp tục gây nhiều tranh cãi quyết liệt cho tới tận ngày nay. Trước tháng 8 năm 1964, dân chúng Mỹ theo dõi sự phát triển của tình hình Việt Nam một cách rời rạc và không mấy quan tâm. Chiến tranh dường như xa lắc. Vịnh Bắc Bộ đã làm thay đổi tình hình. Trước mắt, cuộc tiến công tàu chiến Mỹ trong vịnh cùng nghị quyết sau đó của Quốc hội dẫn tới khả năng nước Mỹ sẽ phải can thiệp và cuộc chiến trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Quan trọng hơn nữa, về lâu dài, chính quyền Johnson đã viện dẫn bản nghị quyết để khẳng định tính hợp hiến của các hành động quân sự tiến hành tại Việt Nam kể từ năm 1965. Quốc hội công nhận quyền lực to lớn mà bản nghị quyết đã trao cho Tổng thống Johnson, nhưng lại không nhận thức được rằng nghị quyết này về thực chất là sự tuyên chiến và cũng không có ý định sử dụng như nó đang được sử dụng, là cho phép triển khai số lượng khổng lồ lực lượng quân sự của Mỹ ở Việt Nam, từ 16.000 cố vấn quân sự lên 550.000 quân chiến đấu, bảo đảm sự tiên chiến và cho phép sử dụng lực lượng chiến đấu trong nhiều năm sau có thể là điều không thể được. Nhưng không tìm cách đạt được những điều này dĩ nhiên là sai lầm. Nhiều người nhìn nhận thời kỳ 9 ngày từ ngày 30 tháng 7 đến 7 tháng 8 là thời kỳ gây tranh cãi nhất trong cuộc chiến tranh 25 năm. Chẳng có gì là lạ. Trong suốt 3 thập kỷ, người ta bàn cãi dữ dội xung quanh câu hỏi thực sự cái gì đã xảy ra trong vịnh? Chúng tôi đã thông báo việc này như thế nào với Quốc hội và công luận? Quyền hạn mà chúng tôi giành được từ Quốc hội để phản ứng với các sự kiện và đội ngũ các nhà hành pháp dưới hai đời Tổng thống tiếp theo đã sử dụng quyền lực này như thế nào trong những năm tiếp theo? Các câu hỏi lớn và trả lời của tôi như sau. Các cuộc tiến công của tàu tuần tiễu Bắc Việt Nam vào chiến hạm của Mỹ được thông báo là đã diễn ra hai lần, ngày 2 và ngày 4 tháng 8 năm 1964. Liệu các cuộc tiến công này có diễn ra thật không? Trả lời, bằng chứng của cuộc tiến công lần thứ nhất là không cần bàn cãi, cuộc tiến công thứ hai là rất có thể nhưng không chắc chắn. Thời đó và cho tới nhiều năm sau, vài thành viên quốc hội và công chúng tin rằng chính quyền Johnson đã cố ý khiêu khích để các cuộc tiến công nổ ra nhằm leo thang chiến tranh và sau đó lẩn tránh bằng cách sử dụng luận điệu nhằm đạt được sự cho phép của quốc hội trong việc leo thang chiến tranh. Quan điểm này có giá trị gì hay không? Trả lời, không có giá trị gì hết. Phản ứng đối với các cuộc tiến công này, Tổng thống đã ra lệnh cho máy bay của Hải quân Mỹ tiến công vào 4 căn cứ tàu tuần tiễu và một kho xăng dầu của Bắc Việt Nam. Cuộc tiến công này có được phê chuẩn hay không? Trả lời, có thể. Liệu nghị quyết của Quốc hội có được đệ trình hay không nếu không có sự kiện Vịnh Bắc Bộ và nó có được thông qua không nếu sự kiện này không xảy ra? Trả lời, hầu như chắc chắn là một nghị quyết sẽ được đệ trình lên Quốc hội trong phạm vi mấy tuần và rất có khả năng được thông qua. Nhưng nghị quyết sẽ được đưa ra thảo luận rộng rãi và từ đó có thể sẽ có xu hướng hạn chế quyền lực của Tổng thống. Có phải các hoạt động quân sự ở Việt Nam của chính quyền Johnson, kể cả việc mở rộng phạm vi quân đội, đã được bào chữa trên cơ sở nghị quyết Vịnh Bắc Bộ hay không? Trả lời, tuyệt đối không. Dẫu trong nghị quyết này đã trao quyền lực một cách khoáng đạt để hỗ trợ cho việc leo thang sau đó, như tôi đã nói, Quốc hội đã không bao giờ có ý định để nó bị sử dụng làm cơ sở cho hành động kiểu như vậy, và đất nước vẫn tiếp tục muốn thấy nó như vậy. Các sự kiện ở Vịnh Bắc Bộ đã kéo theo hai chiến dịch khác nhau của Mỹ, hoạt động thuộc kế hoạch 34A và các cuộc tuần tra mà chúng ta đã biết dưới cái tên DeSoto. Như tôi đã trình bày, tháng 1 năm 1964, Hội đồng An ninh Quốc gia đã cho phép CIA giúp đỡ Nam Việt Nam trong các chiến dịch bí mật chống lại Bắc Việt Nam, được đặt mật danh là Kế hoạch 34A. Kế hoạch 34A bao gồm hai loại hình hoạt động. Thứ nhất, tàu thuyền và máy bay ném điệp viên người Nam Việt Nam được trang bị máy vô tuyến điện vào miền Bắc để phá hoại và thu thập tin tức tình báo. Thứ hai, tàu tuần tra tốc độ cao do người miền Nam hoặc người nước ngoài làm thuê tiến hành các cuộc tập kích bờ biển miền Bắc và đánh phá các căn cứ trên đảo. CIA giúp Nam Việt Nam trong việc tiến hành kế hoạch 34A, còn MACV duy trì liên lạc thường xuyên với họ như tướng Kurak của Bộ Tham mưu Liên quân ở Washington từng làm.
Ủy ban 303 được gọi như vậy bởi vì nó đã có các cuộc họp đầu tiên tại phòng 303 trong trụ sở cũ của cơ quan hành pháp, xét duyệt lại lịch trình của các chiến dịch tuyệt mật. Mọi hoạt động tình báo bí mật của CIA trên khắp thế giới đều phải được Ủy ban 303 này thông qua. Cố vấn về an ninh quốc gia của Tổng thống Mark Mulley chủ tọa nhóm này. Thời đó còn các ủy viên khác bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Gorbachev, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Sirhan Vance, người thay thế Ross Gilbertic từ đầu năm 1964, và Phó Giám đốc phụ trách kế hoạch của CIA Richard Hem. CIA thường bị những người chỉ trích nó gọi là con voi đập, nhưng riêng tôi lại cho rằng đó là một nhận xét sai lầm. Trong suốt 7 năm tôi ở Bộ Quốc phòng, và tôi tin rằng cả dưới thời các chính quyền trước đó và sau này, mọi chiến dịch bí mật của CIA, trừ các hoạt động gián điệp, đều phải được phép của Tổng thống và các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng hoặc đại diện của họ. CIA không có quyền hành động không được phép. Theo như tôi được biết thì CIA đã không bao giờ làm như vậy. Mục đích và cách tiến hành các cuộc tuần tra của De Soto khác về căn bản so với kế hoạch 34A. Chúng là một phần của hệ thống do thám toàn cầu do các tàu hải quân có trang bị đặc biệt của Mỹ tiến hành. Hoạt động trong vùng biển quốc tế, các tàu này thu các tín hiệu từ đài phát và radar đặt trên đất liền ở các nước cộng sản như Liên Xô, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, và trong trường hợp này là Bắc Việt Nam. Những con tàu này cũng giống như các con tàu Liên Xô rà quét gần bờ biển của chúng ta. Những thông tin thu thập được có thể dùng thậm chí trong trường hợp Mỹ cần phải tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại các nước này. Các tư lệnh của hạm đội hải quân trong trường hợp này là Đô đốc Thomas Morer, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương xác định tần số và hành trình của các tàu De Soto và xem xét chúng cùng với Bộ Tham mưu Liên quân ở Washington. Dù rằng có một số người biết về sự tồn tại của cả các chiến dịch 34A lẫn các cuộc tuần tiễu De Soto, nhưng việc thông qua quá trình này lại riêng biệt đối với mỗi người, và nếu có, thì rất ít quan chức cao cấp có thể theo dõi hoặc lập kế hoạch chi tiết cho cả hai chiến dịch trên đây. Chúng tôi đã làm như vậy. Ngay từ trước khi các sự kiện tháng 8 năm 1964 xảy ra ở Vịnh Bắc Bộ, nhiều người trong số chúng tôi, những người biết về các chiến dịch 34A, đã đi tới kết luận rằng chúng chẳng có giá trị gì hết. Phần lớn các điệp viên người Nam Việt Nam được tung vào Bắc Việt Nam đều bị bắt hoặc là bị tiêu diệt. Còn các cuộc tiến công từ ngoài khơi thì có giá trị hơn một cú châm bằng đinh ghim. Có người sẽ đặt câu hỏi, vậy thì sao các chiến dịch này vẫn cứ tiếp tục? Xin trả lời rằng người Nam Việt Nam đã coi chúng như một phương tiện rẻ tiền để quấy phá Bắc Việt Nam và trả đũa cho sự ủng hộ của Hà Nội đối với Việt Cộng. Đêm 30 tháng 7 năm 1964, những tàu tuần tiễu của Nam Việt Nam theo kế hoạch 34A đã tiến công hai hòn đảo của Bắc Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ vì nghĩ rằng những hòn đảo này giúp cho việc xâm nhập chống lại miền Nam. Sáng hôm sau, tàu khu trục của Mỹ MacDot trong quá trình tuần tiễu De Soto đã tiến vào vịnh Bắc Bộ và ở khá xa các hòn đảo. Hai ngày rưỡi sau đó, hồi 3 giờ 40 phút chiều, 3 giờ 40 phút sáng giờ Washington, ngày 2 tháng 8, MacDot báo cáo rằng nó bị bao vây bởi một số tàu có tốc độ cao. Trong vòng vài phút, nó bị tiến công bằng thủy lôi và hỏa lực tự động. MacDot báo cáo không bị thương vong hay hư hại gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc tàu đang bị pháo kích. Thủy thủ đoàn đã tìm được một mảnh đạn trái phá của Bắc Việt Nam trên boong, và tôi đã đòi gửi nó về văn phòng của mình để thẩm tra cuộc tiến công. Và lại, Bắc Việt Nam, trong lịch sử chính thức về chiến tranh của mình, đã khẳng định họ ra lệnh tiến công MacDot. Khi bị tiến công, MacDot đang nằm trong hải phận quốc tế, cách bờ biển Bắc Việt Nam hơn 25 hải lý. 11 giờ 30 phút trưa ngày 2 tháng 8, Tổng thống họp với các cố vấn cao cấp của mình để nghiên cứu các báo cáo mới nhất và đề ra phản ứng của Mỹ. Sivanser đã thay mặt cơ quan tôi. Cuộc họp tin rằng có lẽ đây chỉ là sáng kiến của một vị chỉ huy địa phương của Bắc Việt Nam nào đó, chứ không phải là của một quan chức cao cấp. Và vì thế, Tổng thống đã quyết định không trả đũa. Ông đồng ý sẽ gửi công hàm kịch liệt phản đối Hà Nội và tiếp tục tuần tra, đồng thời tiếp viện thêm một tàu khu trục nữa, tàu Tunerjoy. Mark Taylor, sau là đại sứ ở Nam Việt Nam, phản đối quyết định không trả đũa. Trong một bức điện gửi Bộ Ngoại giao đêm khuya ngày 2 tháng 8, ông ta đã nói rằng việc chúng ta không trả đũa cuộc tiến công không có nguyên nhân vào tàu trên Mỹ ngoài khơi hải phận quốc tế có thể sẽ bị hiểu như một dấu hiệu cho thấy Mỹ ngần ngại không muốn ra mặt đối đầu trực tiếp với Bắc Việt Nam.
3 giờ chiều hôm sau, Denrick và tôi đã thuyết trình trước các ủy ban thượng viện về các vấn đề đối ngoại và quân sự trong một buổi họp kín về sự kiện ngày 30 tháng 7 và 2 tháng 8. Chúng tôi đã nói về các chiến dịch 34A, cuộc tiến công các tàu tuần tiễu DeSoto và vì sao Tổng thống quyết định không trả đũa. Dù cũng không thể tìm được hồ sơ của cuộc họp này, tôi tin là chúng tôi đã nhấn mạnh rằng chúng ta đã không cố ý khiêu khích để gây ra cuộc tiến công của Bắc Việt Nam vào chiếc tuần dương DeSoto. Chúng tôi cũng thông báo với các thượng nghị sĩ rằng các cuộc tuần tra DeSoto cũng như các chiến dịch 34A vẫn sẽ tiếp diễn. Và sự thật là trong thời gian đó, có một cuộc tiến công 34A vào bờ biển Bắc Việt Nam. Nó diễn ra sau đó, vào sáng sớm ngày 4 tháng 8 giờ Sài Gòn. 7 giờ 40 sáng giờ Washington, 7 giờ 40 chiều giờ Sài Gòn, ngày 4 tháng 8, MacDoc đánh điện thông báo cuộc tiến công của các tàu chiến chưa xác định đang sắp sửa xảy ra. Thông tin của MacDoc gửi đến từ các báo cáo tuyệt mật do Cơ quan An ninh Quốc gia bắt được các chỉ thị của Bắc Việt Nam chuyển tới. Một giờ sau, MacDoc đánh điện thông báo nó đã bắt được liên lạc bằng radar với 3 tàu lạ. Hàng không mẫu hạm gần đó, tàu tiên con De Roga đã gửi máy bay chiến đấu đến giúp MacDoc và Tournejoy. Thời tiết nhiều mây và đầy dông bão của đêm không trăng đó đã gây khó khăn cho việc quan sát. Trong vài giờ tiếp theo đó, sự hỗn loạn bao trùm khắp vịnh, MacDoc và Tournejoy báo cáo đã có hơn 20 cuộc tiến công bằng thủy lôi. Nhưng về sáng thủy lôi, ánh đèn pha của quân địch, hỏa lực tự động và các cuộc liên lạc bằng radar và thiết bị dò quét. Vì tình hình đang phát triển nhanh, tôi và Si đã họp với thành viên của Bộ Tham mưu Liên quân để bàn biện pháp đối phó. Chúng tôi thống nhất rằng, giả sử các báo cáo là chính xác, phản ứng đáp lại cuộc tiến công thiếu nguyên nhân thứ hai này là hoàn toàn cần thiết. Trong khi chúng tôi chưa chấp nhận quan điểm của Mark Taylor về biện pháp trả đũa cuộc tiến công ngày 2 tháng 8, thì suy nghĩ của chúng tôi về cuộc tiến công lần thứ hai vào tàu chiến Mỹ ngoài khơi hải phân quốc tế không còn nghi ngờ gì nữa, cần phải trả đũa. Bởi vậy, chúng tôi đã đề ra kế hoạch thật nhanh cho máy bay ném bom 4 căn cứ tuần dương Bắc Việt Nam và 2 kho xăng cung cấp nhiên liệu cho chúng. Hồi 11 giờ 40 phút sáng, tôi họp với Dean, Mark và các tướng lĩnh để xem xét các cách chọn lựa của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục cuộc họp bàn bạc tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia và sau đó tại bữa trưa với Tổng thống Xi và John McCain. Các cuộc tiến công của Bắc Việt Nam vào khu trục hạm Mỹ ngoài biển khơi tỏ ra hết sức vô lý. Trong đó, họ bị buộc phải đẩy mạnh cuộc xung đột. Từ đó mà chúng tôi đã suy đoán về động cơ của Hà Nội. Một số người cho rằng các chiến dịch 34A đã có vai trò trong việc kích động các hành động của Bắc Việt Nam chống lại các cuộc tuần tra DeSoto. Nhưng một số người khác nhấn mạnh sự vô hiệu của các chiến dịch 34A. Cách giải thích này là khó chấp nhận. Dù sao chăng nữa, Tổng thống thì cũng đã đồng ý rằng đối với cuộc tiến công thứ hai, nếu nó có thật, phải áp dụng các biện pháp tiến công trả đũa nhanh chóng và mạnh mẽ. Từ đó thì có câu hỏi, liệu cuộc tiến công thứ hai có thật sự xảy ra hay không? Như tôi đã trình bày, trong thời gian cuộc tiến công xảy ra, tầm nhìn rất hạn chế. Vì lý do đó và vì các báo cáo dựa trên tiếng ồn của các thiết bị dò quét thường tỏ ra không đáng tin cậy, nên vẫn chưa chắc chắn liệu cuộc tiến công thứ hai có thực sự xảy ra hay không. Vì thế, tôi đã phải cố gắng hết sức để hiểu chuyện gì thật sự đã xảy ra. Theo đề nghị của tôi, Trung tướng Không quân David Buchanan, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên quân gọi điện cho Đô đốc Sáp ở Honolulu nhiều lần để hỏi về chi tiết của vụ này. Hồi 1 giờ 27 phút chiều giờ Washington, chỉ huy các hoạt động DeSoto trên tàu MacDoc, đại úy John Henrik đã gửi một tin ngắn sau đây về Honolulu và Washington. Việc kiểm tra lại hoạt động dẫn đến các cuộc liên lạc và tiến công bằng thủy lôi như đã được báo cáo là đáng ngờ vực. Thời tiết thay đổi đã gây ảnh hưởng, làm những người điều khiển radar và máy dò quét đưa ra nhiều báo cáo. MacDoc không nhìn thấy gì cụ thể cả, đề nghị đánh giá cẩn thận trước khi tiến hành bất kỳ hành động nào. 40 phút sau, Sáp gọi điện cho Buchanan và nói với ông ta rằng không kể tới thông báo của Herrick, ông ta cả quyết là không còn phải nghi ngờ gì nữa, cuộc tiến công thứ hai đã diễn ra. 2 giờ 48 phút chiều giờ Washington, đại úy Herrick gửi tiếp một thông điệp về với nội dung cuộc tiến công đúng là có thật. Chính tôi đã gọi điện thoại vài lần để có được càng nhiều thông tin càng tốt.
Bởi vì đã 30 năm rồi mà giờ đây các sự kiện vẫn còn tiếp tục gây tranh cãi, nên tôi muốn thuật lại một vài cuộc nói chuyện của tôi được ghi lại vào thời đó một cách chi tiết. Hồi 4 giờ 8 phút chiều, tôi gọi điện cho đô đốc Sáp bằng điện thoại an toàn và nói: "Có tin giờ chót về hoạt động chưa?" Tin cuối cùng mà ta có, thưa ngài, Sáp trả lời, cho thấy có ít nghi ngờ về những gì đang thực sự diễn ra. Rõ ràng là cuộc phục kích được mưu toan bởi các tuần dương hạm có gắn thủy lôi. Ông nói thêm, mưu toan tập kích nói trên đã được xác định. Tuy vậy, ông ta còn có ý nói rằng sóng radar rất không ổn định, và cánh linh trẻ điều khiển các máy dò quét lại nói rằng mọi tiếng động đều là của thủy lôi, vì vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Số thủy lôi không nhiều như trong các báo cáo. Sáp còn nói rằng Toner Joy thông báo có 3 tuần dương hạm gắn thủy lôi bị bắn trúng và một đã bị chìm, trong khi đó MacDock lại thông báo rằng có 1 hay là 2 bị chìm. Không thể có khả năng là không có cuộc tiến công nào đã diễn ra chứ, tôi hỏi Sáp. Ông ta trả lời, vâng, tôi có thể nói rằng cũng có một khả năng mong manh. Tôi nói, hiển nhiên là chúng ta không muốn làm điều đó, tức là việc tiến hành đánh trả đũa, cho đến khi chúng ta biết rõ điều gì đã xảy ra. Sáp đồng ý, và nói rằng ông tin là sẽ có thêm thông tin sau vài giờ nữa. Lúc 4 giờ 47 phút chiều, Si và tôi họp với các tư lệnh để kiểm điểm lại các bằng chứng có liên quan đến cái được gọi là cuộc tiến công thứ hai. 5 nhân tố trên thực tế đã thuyết phục chúng tôi rằng nó đã xảy ra. Tàu Toner Joy đã bị rọi sáng khi bị vũ khí tự động bắn. Một trong các khu trục hạm đã trông thấy ánh sáng trong buồng lái của tuần dương hạm gắn thủy lôi. Các khẩu đội phòng không đã bắn 2 máy bay Mỹ đang bay trong khu vực này. Chúng tôi bắt được tin mật của Bắc Việt Nam cho biết có 2 tàu của họ đã bị đánh chìm. Và đô đốc Sáp thì gọi điện cho quả quyết rằng có lẽ đã có cuộc tiến công xảy ra ở đó. Lúc 5 giờ 23 phút chiều, Sáp gọi điện cho Bushinan và nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc tiến công tại các khu trục hạm đã xảy ra. Hồi 6 giờ 15 phút chiều, Hội đồng An ninh Quốc gia họp tại Nhà Trắng. Tôi phát qua bằng chứng khẳng định các kết luận của chúng tôi và trình bày về dự kiến phản ứng. Mọi thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia nhất trí về hành động, và Tổng thống đã ủy nhiệm cho lực lượng không quân trên biển của chúng ta bắt đầu tiến công. Hồi 6 giờ 45 phút tối, Tổng thống Denrick, tướng Edgar Weller, Tổng tham mưu trưởng mới của Bộ Tư lệnh Liên quân và tôi đã họp với các lãnh tụ trong Quốc hội để thông báo sơ qua cho họ về các sự kiện trong ngày và kế hoạch phản ứng của chúng tôi. Trong khi trình bày cơ sở cho hành động trả đũa của chúng tôi, Dean đã nói với các lãnh tụ rằng Bắc Việt Nam đã có một quyết định nghiêm túc khi tiến công các chiến hạm của ta ngoài khơi, rằng chúng ta không nên hiểu cuộc tiến công của họ chỉ là ngẫu nhiên, rằng chúng ta phải tỏ rõ quyết tâm của Mỹ tại Đông Nam Á, và rằng phản ứng hạn chế của ta có thể tỏ ra rằng chúng ta không muốn chiến tranh với miền Bắc. Tổng thống đã thông báo với cuộc họp là ông đã có kế hoạch trình nghị quyết để đề nghị Quốc hội ủng hộ các chiến dịch tác chiến của Mỹ tại Đông Nam Á, nếu điều đó là cần thiết. Một vài thượng nghị sĩ và đại biểu nói họ sẽ ủng hộ đề nghị này. Hồi 7 giờ 22 phút tối, tàu tin con Deroga nhận được điện của Tổng thống cho phép tiến công, và sau đó vài phút, tàu Constellation cũng đã nhận được chỉ thị này. Những máy bay đầu tiên đã cất cánh từ các hàng không mẫu hạm hồi 10 giờ 43 phút đêm theo giờ Washington. Tổng cộng, các máy bay của Hải quân Mỹ đã bay 64 lần, đánh phá các căn cứ hải quân và khu cung cấp nhiên liệu cho chúng. Điều này được coi là một chiến dịch thành công tuy có hạn chế, nhưng chúng tôi nghĩ là thích hợp để trả đũa cho ít nhất là 1 và rất có thể là 2 cuộc tiến công tàu chiến Mỹ. Chẳng bao lâu sau lại xuất hiện những cuộc tranh cãi dai dẳng về sự kiện này. Ngày 6 tháng 8, vài thượng nghị sĩ đã tranh luận về bản báo cáo của chúng tôi về những gì đã diễn ra. Cuộc tranh luận đã không kết thúc. Vài năm sau, tháng 2 năm 1968, một cuộc điều trần tại Thượng nghị viện đã được tổ chức để xem xét lại các bằng chứng. Cuộc họp này cũng đã đòi xét lại các báo cáo của chính phủ. Năm 1972, Louis Toglella, sau này là Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia, đã đưa ra kết luận rằng các thông điệp ra lệnh tiến công Bắc Lược của Bắc Việt Nam vẫn được hiểu là dành cho ngày 4 tháng 8, về thực chất là của hành động trong ngày 2 tháng 8. Ray Kleiner, Phó Giám đốc phụ trách tình báo của CIA năm 1964, đã lặp lại đánh giá này trong một lần trả lời phỏng vấn năm 1984.
và James Stockdale, một phi công trên tàu Ticonderoga năm 1964, người sau này đã trải qua 8 năm trong nhà tù của Hà Nội và đồng thời cũng được Quốc hội tặng huân chương danh dự, tuyên bố trong hồi ký của mình rằng anh ta chẳng nhìn thấy con tàu nào của Bắc Việt Nam khi bay trên hai khu trục hạm ngày 4 tháng 8 và anh ta tin rằng chẳng có cuộc tiến công nào đã diễn ra. Cuộc tranh luận còn kéo dài tới tận ngày nay.